quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhờ tích cực vận động tuyên truyền, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là nghị quyết số 03 ngày 4 tháng 10 năm 2016 của huyện ủy Phong Thổ về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện giảm tình trạng tảo hôn và sinh con thứ ba trở lên. Đến nay, đồng bào các dân tộc ở xã Bản Lang đã dần thay đổi nhận thức, từng bước hạn chế được tình trạng tảo hôn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết sau. Đây là một buổi tuyên truyền về phòng chống tảo hôn tại nhà anh Giàng A Thanh thuộc nhóm hộ Nậm Gia, bản Nà Vàng. Em Giàng Thị Nghiệp là con gái cả trong gia đình, đang có ý định kết hôn khi mới 15 tuổi. Nhận được sự tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể trong xã, em đã từ bỏ ý định kết hôn sớm và trở lại trường học vào năm tới. Nói chung là về được nghe tuyên truyền của ban phòng chống tảo hôn của xã thì gia đình chúng tôi sẽ thực hiện theo quy định pháp luật, sẽ không tổ chức cho các cháu và để cho các cháu nhận thức được và học hành đầy đủ rồi mới tổ chức cho các cháu ạ. Theo số liệu thống kê, 6 tháng đầu năm 2021, xã Bản Lang có 30 cặp kết hôn, trong đó chỉ có 2 cặp có ý định tảo hôn. Có được kết quả này do chính quyền xã xác định ngăn chặn tình trạng tảo hôn là một trong những nhiệm vụ then chốt để nâng cao dân trí, chất lượng dân số và đời sống của người dân. Do đó, xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về luật hôn nhân và gia đình, luật bình đẳng giới, quyền trẻ em cho người dân. Đồng thời tích cực theo dõi, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, các bản còn gắn việc thực hiện công tác này với việc thực hiện quy ước, hương ước của bản và bình xét gia đình văn hóa, thôn bản văn hóa hàng năm. Trong cái thời gian vừa qua thì trên địa bàn cũng có một số cái trường hợp là có dấu hiệu tảo hôn, thì qua quá trình phát hiện là chúng tôi cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng, rồi là đặc biệt là cán bộ tư pháp, rồi là văn hóa, rồi là các cái đoàn thể chính trị xã hội để vào tuyên truyền và vận động bà con nhân dân. Thế thì họ cũng đã nhận thức được. Qua quá trình tuyên truyền vận động bà con nhân dân ở đây thì các cái hộ dân người ta cũng đã nhận thức rất là tốt. Thế thì khi mà chưa đủ tuổi đối với quy định về luật hôn nhân của gia đình thì người ta cũng không dám tổ chức kết hôn. Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị, hy vọng nạn tảo hôn trên địa bàn xã Bản Lang sẽ sớm bị đẩy lùi, để các bản vùng cao nơi đây không còn hình ảnh những em gái phải làm mẹ khi đang trong độ tuổi vị thành niên.